Xin chào các bác nhé. Một tuần nay biên bên Trung Quốc nó cấm nên là mà tranh thủ ở nhà thanh lý hết những cái hàng tồn kho còn sót lại. Đấy, hôm nay thì cũng vãn vãn rồi thì còn 5 cái con đẩy, 50 con đẩy B3 2.4 này, công suất là 400W một kênh ở 8 ohm và 600W một kênh ở 4 ohm. Con này các bác mà đánh với loa full 25 thì gọi là hết nước chấm luôn. 8 ohm 400W một kênh, 4 ohm thì 650W một kênh các bác nhé. Con này các bác có thể đánh được một đôi 30 mà côn tầm 6 mấy đấy. Còn nếu mà full 25 thì loa full 25 nào nó chơi cũng căng hết các bác nhé. Đấy, chất âm của nó thì quá là tuyệt vời rồi. Dòng B3 này chất âm rất là hay, cả nghe nhạc và hát thì đều hay hết các bác nhé. Đấy, công nghệ độc quyền của cái hãng rồi. Đấy, cái hàng bãi về thì không thể tránh khỏi những cái xước xác nhẹ ở trên này. Đấy, những cái trên này thì có thể phủ sơn vào là hết các bác nhé. Đấy, những cái con này là những con cuối cùng em sẽ bán cho các bác chơi với cái giá sập sàn luôn. Đấy, còn 5 con này em sẽ bán gọi là thanh lý thu hồi vốn, bán không lãi suất các bạn. Em bán cho các bác chơi với giá là 2 triệu đồng một con. 2 triệu đồng một con và hàng vẫn bao đẹp bao zin các bác nhé. Bao đẹp bao zin. Đấy, đẹp này, mặt trước rất là đẹp các bác này. Còn những cái răm răm này thì không tránh khỏi, những cái con này thì em khi gửi đi thì em sẽ sơn nó đen hết lại. Đấy, còn mạch nước là em vẫn bao zin hết các bác nhé. Mạch bao zin. Đấy, còn 5 con thôi, hôm nội em bán 2.2 triệu, các bác ủng hộ rất là nhiều. Những cái bác nào đã mua những cái con này nhận hàng của bọn B3 2.4 2.6 này. Đấy, các bác chơi các bác thấy cái chất âm và cái độ mới của nó rồi. Còn 5 con này thì bác nào mà đang có nhu cầu tìm con đẩy đánh nó full 25 thì chắc chắn là con này nó vừa đẹp về tiền vừa đẹp về chất. Trong cái tầm tiền đấy thì không có nào hơn được con này rồi. Em bán cho các bác chơi với giá là 2 triệu đồng. Giá cái giá này từ trước đến giờ chưa bên nào dám bán cái giá mà hàng đẹp như này, hàng đẹp gì như này bán cái giá đấy cho các bác chơi nhá. Đấy, em chỉ còn 5 con thôi thì em bán thu hồi vốn nốt, gọi là bán không lợi nhuận đấy. Đấy, các bác khi mua đẩy ở bên em thì cọc cho em con này nó nhẹ thì cọc cho em 200.000 thôi. Đấy, nhà hàng đến các bác nhận kiểm tra test ngon lành ok thì các bác nhận hàng nhé. Bác nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ với em số điện thoại 0967851866. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.